Thông báo tin khẩn, vào chiều ngày 13 tháng 5, tránh án Lynn Hughes tại Southern District Houston Division đã nhóm phiên tòa trong một vụ án liên quan đến Hiệp hội Ngư phủ Việt Mỹ tại Hoa Kỳ và hàng trăm ngư phủ Việt Mỹ, chủ nhân các tàu, các vựa cá, các nhà hàng hải sản hay là các công ty cung cấp dụng cụ và các dịch vụ liên quan. Các nguyên đơn này đã kiện công ty British Petroleum và các công ty khác về sự kiện dầu tràn trên biển Vịnh Mexico. Đại diện cho các nguyên đơn trong vụ class action này là tổ hợp của luật sư Mark Lanier, luật sư Heard Jr. và tổ hợp của luật sư Trần Thị Minh Tâm. Hiện diện trong phiên tòa có các luật sư của công ty BP và các luật sư của các hãng dầu khác. Tránh án Lynn Hughes đã bác bỏ đơn của BP xin đình chỉ những hoạt động của vụ án này trong lúc đợi chờ tin tức của MDL Panel. Ngoài ra, tranh án Linh Hughes cũng đã đồng ý cho các luật sư Mark Lanier, luật sư George Hurt Jr. và luật sư Trần Thị Minh Tâm đệ đơn thêm cho các ngư phủ Việt Mỹ và các nguyên đơn khác. Chúng tôi đều biết là ngày 15 tháng 5, vùng biển của Texas sẽ bị đóng cửa. Mọi thắc mắc xin gọi số 1877 818 5558.